Tới rồi hả? Ngồi xuống đi. <laughs> Tính về mặt luật pháp, tôi không thể kêu bà là mẹ. Nhưng mà nói sau thì suốt 20 năm, bà cũng đã nuôi dưỡng tôi và bô ra mà. Cho nên tôi đã sắp xếp cuộc hẹn ngày hôm nay coi như là cảm ơn bà. Giúp hai người có thể nói lại tình mẹ con. Đồ hên con. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Vậy nha, hai người, ở lại đây nói chuyện vui vẻ đi. Xin chào bà Hơn và cảnh sát cha Tê Chin. cứu cuộc. Bà đã sống thế nào vậy hả? Muốn thấy tôi quả nên xuất hiện trước mặt tôi hoài sao? Tì chi à. Vậy là hiện giờ, bà đang sống cùng với chủ tịch Chin phải không? Còn phải nghe những lời dơ bẩn đó nữa. Sao bà còn dám xuất hiện trước mặt chúng tôi như vậy hả? Bà tưởng có tiền thì chúng tôi sẽ nịnh bỡ bà sao? Vì tiền bà đã bỏ rơi chúng tôi Giờ vì tiền lại biến chúng tôi thành như vậy hả Tề chi nữa Đừng có gọi tên tôi nữa Tôi không muốn nghe chút nào đâu Bà đi lấy một kẻ cho dây nặng lãi Tôi cũng có thể chịu đựng được Nhưng bà lại không được thừa nhận là sao Là gì mẹ là vì mẹ muốn được sống tiếp nên chỉ có thể làm như vậy bà làm như vậy <laughs> chi bằng chết đi cho rồi chúng tôi không cần thấy bà như vậy <laughs> đi đi làm ơn mau đi đi nếu bà không muốn thấy tôi phát điên lên Tạm thời bây giờ ba tôi không thể đi làm được. Nếu như có giấy tờ gì quan trọng đem về nhà giúp tôi. Tôi biết rồi. Đặc biệt là chuyện của cha Tê Chin. Phải nói cho tôi biết rõ từng chi tiết đó nha. Ờ à, được rồi. Nhưng mà còn chuyện của Bora là sao? Cậu cũng phải nói cho tôi biết về chuyện của Bora chứ. Bây giờ không tuyển nói chuyện này đâu. Sau này đi, rồi tôi nói cậu nghe. Tìm được rồi phải không? Ừ. Cậu chờ thêm một thời gian nữa. Tôi biết rồi. Tìm được là tốt rồi. <laughs> Anh hai à, em đây. Cái khu gì mà bực mình vậy trời ơi, không có chỗ nào để đi hết trơn hả? Em xin lỗi. Xin lỗi gì? ai à... anh không biết bây giờ nên nói gì với em nữa. Không thể nói là em làm đúng. Em đã dám gây ra chuyện lớn như vậy, mà anh cũng không thể lôi em về nhà được. Bởi vì em có chịu cho anh lôi về đâu. Anh à... Nhưng no. mà giờ em đang ở đâu vậy? Cái nhà kia nhỏ xíu như vậy sao ở? Chuồng phòng danh số hả? À. Ba sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Em biết mà, bây giờ chọc tức ba thì ba sẽ nổi điên lên. Tạm thời em đừng liên lạc với ba biết chưa? Cũng đừng có về nhà nữa đó. Bây giờ ba... sao rồi hả anh? Đánh xong rồi cho ăn kẹo là ăn đó hả? Dĩ nhiên là không tốt rồi. Bị con gái phản bội lại mà. <laughs> em gây ra chuyện đã đời rồi bây giờ mặt bí sĩ vậy có mắc cười không? Đâu phải là không biết có hậu quả gì. Anh nói vậy đúng lắm. Nhưng dù sao đi nữa, được như vậy cũng là may mắn rồi. Nói thiệt với anh, em còn tưởng sẽ xảy ra chuyện đáng sợ hơn nhiều. Vậy rồi làm sao? Có vui không? Ừ, vui lắm. Mọi người ai cũng tốt với em hết. Phải như vậy chứ. Mấy người họ ai cũng là người tốt hết. Anh nè. Về cảnh sát mua... Được rồi. Em mau về đi. Anh à. Trước khi anh đổi ý thì em mau đi đi. Được rồi. Em biết rồi. Anh về cẩn thận nha. Ừ. <laughs> Bà chủ ơi, cho tôi trả sô so chu đi. Ơ, em mới đi đâu về vậy? Ờ, à, em đi dạo thôi. <laughs> sao không kêu anh đi chung, trời tối rồi mà. Mặc đồ ít quá vậy, lỡ bị cảm lạnh thì biết làm sao đây. Nè, bộ ngoài trời lạnh lắm hả? Mùa cùng hoa, đừng làm quê em chồng khó tính đó nha em tính đi đâu đó, à, dạ em tính ra ngoài đi dạo một lát. Ờ. em mau đi đi. <laughs> được rồi, chắc chắn em sẽ không gặp nguy hiểm cũng tuyệt đối không cảm lạnh gì đâu ha, không cần lo cho em làm gì đâu. sao muốn đi chung hả? ai thèm chứ? À. <laughs> em mặc thêm áo rồi hẳn đi. À. thôi khỏi đi chị không cần <laughs> đâu mà. <laughs> anh đi. Hồi nãy em đã đi đâu vậy? Đã nói là đi dạo rồi mà. Giờ em đi tắm trước đi. Quang đã. Em đừng có giấu anh đó nha. Mặt em hiện rõ rồi kìa. <laughs> em đi gặp anh của em. Anh nói cái gì? Thì ảnh chỉ kêu em đừng lo lắng quá thôi. Kêu em đừng liên lạc còn nói ba không sao hết. Thiệt ra trong lòng của em đã thấy lo lắm. Em sợ ba giận tăng huyết áp rồi bị ngất xỉu. À, giờ có thể thở phào được rồi. Thiệt ra, anh có biết không, tính của ba tụi mình sợ đau lắm đó. Còn suốt ngày lo về sức khỏe. Sợ phải tới bệnh viện, còn hơn con nít nữa. Lần trước mẹ hẹn tới bệnh viện khám định kỳ cho ba, trong nhà đã ở Mỹ một thời gian luôn đó. À. Em đừng có lo quá mà. Bà của em sẽ không sao đâu. Sớm muộn gì bà cũng sẽ tha thứ cho chúng ta. Ừ. Chào bà chủ quán. Lấy cho tôi một phần mì u đông với lại ba phần ruột heo mang về hả? À, dạ được. Ừ. <laughs> Có phải chị Bô Ra? Không phải là đi tản bộ mà đã ra đây gặp anh có đúng như vậy không? Ai đây? À, thì ra là người sống chung với Bô Ra hả? <laughs> bây giờ thành em chồng của bô ra rồi không làm bạn được với nhau cuối cùng thì trở thành thông gia <laughs> chị bô ra được gả vào nhà tôi làm anh thấy đau lòng lắm hả gả cho anh tôi anh có gì mà đau lòng chứ anh tôi có tệ tới vậy không với lại <laughs> Chị bô ra cảm thấy hạnh phúc Vậy không phải quá tốt rồi sao Bây giờ tôi muốn uống rượu Cô đi đi Cô đứng lên rồi đi về giùm tôi đi Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô một chút nào hết đó Anh đồ hơn à Không liên quan gì tới bô ra nhà tôi Là bản thân của tôi không muốn nhìn thấy cô nữa không phải tôi đã nói hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô rồi sao trời ơi bây giờ mà nhìn thấy cô á trong lòng của tôi cảm thấy khó chịu lắm biết chưa cảm thấy bức bối trong người lắm cô làm ơn đi giùm tôi đi sao đột nhiên anh lại như vậy chứ lúc tôi tới can quân tìm bô ra đó tôi đã nhìn thấy cô và cha tê chi nó bên nhau mà ơi đúng là bực mình quá trời ơi thiệt tình hôm đó tôi điên sôi máu lên luôn nhưng mà phải lái xe về seoul lái về đây an toàn được đúng là một kỳ tích đó không bị đụng vô cái gì hết nhưng mà không biết lỡ như tôi mà bị cái gì cô có chớp mắt một cái không hả trong lòng của cô vốn dĩ đâu có để ý gì tới tôi đâu <laughs> À, cô đi về đi, làm ơn đi ra khỏi đây giùm tôi. Cô đừng có dạy dò tôi nữa mà. Ừ. Ai trời mặn quá vậy. Bà biết tôi cao huyết áp. Cố ý nấu mặn vậy hả? Ông làm ơn đủ rồi nha. Hả? Tôi là người ở hả? Con gái ông làm sai là lỗi của tôi đó sao? Sao lại nổi nóng với tôi chứ? Hả? Trời ơi, cái bà này. Sao? Bộ giờ hai đứa con của bà lại gặp vấn đề gì nữa đó hả người cha yêu quý của con ơi con mới về nè con lại đi uống rượu à uống <laughs> có chút xíu à tạm thời ba đừng có lo chuyện công ty nữa con lo hết rồi con sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện cho bây giờ ba cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho khỏe đi dưỡng sức cho tốt vào Đừng có để ý bất kỳ chuyện gì nữa. <laughs> Làm tôi giật mình à. Chuyện gì vậy? Sao không về phòng nghỉ ngơi đi? Mẹ đã kêu con đừng đụng tới hai đứa nó. Con tưởng mẹ sẽ buông tha cho con sao? không buông tha cho tôi à rồi bà sẽ làm gì tôi đồ hơi nè bởi vì tôi đã nói không biết thân phận của mình thì đừng có mà ở đây lên mặt gì chứ bà biết thằng cha tơ chin đang làm gì không hả bây giờ cái thằng đó đang điều tra ba của tôi kìa ba của tôi ngất xỉu như vậy bà tưởng là vì chuyện của bô ra hả vì ba tôi phải luôn suy nghĩ căng thẳng đầu óc chịu đựng chuyện áp lực mà do con trai của bà gây ra kìa nó dám đi điều tra ba của tôi sao kết thúc ở đây như vậy thì bà nên biết ơn tôi đi nếu còn xảy ra chuyện này một lần nữa sẽ không bao giờ kết thúc như vậy đâu Tới rồi hả Mau ngồi xuống đi Muốn thấy tôi quá nên xuất hiện trước mặt tôi hoài sao Tê Chi nè Đừng có gọi tên tôi nữa Tôi không muốn nghe chút nào đâu Vậy rồi sao? Tụi con tính sao hả? Con tính làm theo như lời cô Út nói sẽ đưa thằng bé tới bệnh viện khám thử. Tới bệnh viện? Tụi con tính dẫn nó tới bệnh viện tâm thần hay sao? Sao lại dẫn thằng bé tới bệnh viện đó chứ? Dạo này nếu gặp phải áp lực gì lớn quá, mọi người cũng sẽ tới khám bác sĩ tâm lý đó mẹ. Có nói sao nữa, bệnh tâm lý cũng là bệnh cần phải chữa trị. Tụi con làm đúng lắm, coi bộ bà nội càng ngày càng ghét em hơn rồi đó rõ ràng là vậy chứ còn gì đừng lo những chuyện khác cứ tập trung lo cho thằng nhỏ trước đi dạ thưa ba em về nhà hồi nào vậy tối qua cậu út về trễ hồi dạo này cậu út hơi bận hiếm khi gặp mặt được lắm dạ thưa nội con đi làm em gặp cảnh sát mu. tuyển lời cảm ơn cổ giùm chị đồn cảnh sát chăm suri mọi người sẽ nhớ tôi lắm đây tôi đi rồi á thì mọi người mới biết được giá trị của tôi chứ gì mặc dù tôi không làm được gì hết nhưng mà mọi người sẽ có cảm giác như là tôi đã từng đóng góp rất nhiều vậy đó coi <laughs> đi chỉ cần tôi tới báo cáo thôi chắc chắn là sẽ chọn tôi liền không phải tôi <laughs> trung bác là một người có năng lực vô cùng tốt chắc chắn rồi ha tưởng mộ anh thiệt luôn đó nhưng mà chỉ có vậy thôi hả trời thiệt tình những người này quá đáng lắm luôn hả không phải bắt tôi chỉ nói Tổ trưởng bác tôi đau lòng quá hay là mình tổ chức tiệc chia tay đi nói ra những lời này á hả sự miệng chết luôn tôi đã về rồi đây tôi đã về rồi đây về rồi hả nè cảnh sát mua à tôi thiệt không ngờ cô lại là người như vậy đó dù sao hồi trước cũng từng làm chung đổi với nhau mà bộ cô tính không trọng tình nghĩa vậy hả hả anh nói vậy là có ý gì chứ trời ơi anh muốn tổ chức tiệc chia tay đó mà à, à, dĩ nhiên là phải làm tiệc chia tay rồi trời ơi quả nhiên là cảnh sát mua nhà mình ha à, hay là hôm nay làm luôn đi chọn thời gian địa điểm đội trưởng gia còn có rảnh không làm sao đây hôm nay tôi bận rồi à. trời ơi, sao không khí thấy lạnh lẽo dữ không biết nè 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 tôi uh, gặp phải cảnh này sao tôi thấy đau lòng quá chuyện này là bình thường đúng không tổ trưởng bác Ơi tạm thời đi hỗ trợ thôi có gì mà làm quá lên là dữ vậy dạ đâu có gì <laughs> đồng trưởng ơi vậy đội trưởng cha sẽ quay về cục cảnh sát làm việc thiệt có phải không không bao giờ có chuyện đó đâu đừng có nghĩ mấy chuyện vô bổ đó nữa tập trung làm việc ngay cho tôi <laughs> vậy thì dạo này đội trưởng cha bị làm sao vậy trời Dạ con nghe ba. Con biết rồi, lát nữa con sẽ tới. Có gì mà anh bận quá vậy? Tổ trưởng bác anh đã thấy buồn lắm luôn đó. Thiệt vậy hả? Sau này anh sẽ bù lại. Trưa nay anh muốn ăn gì đây? Giờ tháng 9 rồi, em muốn ăn canh nóng vậy mới ngon. Làm sao đây? Anh có hẹn trước rồi. Bộ lại có chuyện gì rồi hả? Đâu có đâu. Anh cứ nói là không có gì, nhưng tối cũng có hẹn, buổi sáng cũng có hẹn. Ngày mai anh cũng có hẹn chứ gì. Em nói gì vậy? Anh tưởng em ngốc lắm hả? Con nói với nhà anh lắm đúng không? Không phải đâu mà. Anh đi trước đây. có chuyện gì ba nói đi. đâu phải ba hẹn con ra chỉ vì ăn cơm chung đâu. có chuyện gì vậy con? con có chuyện gì đúng không? là về chuyện của cảnh sát mù hả? rốt cuộc là vì chuyện gì? ba cũng biết rồi đúng không? hiện giờ mẹ con sống chung với người đàn ông khác làm sao con lại biết được? Vì Jin Đô Hên đã cố tình hẹn ra gặp mặt. Nói bà ta chăm sóc cho ba hắn, hẹn ra gặp cảm ơn. Tây Jin à? vụ án ma túy ba năm trước, hình như có liên quan tới chủ tịch Jin. Con phải điều tra cho tới cùng. Con đừng hành động theo cảm tính nữa, nguy hiểm lắm. Phải bình tĩnh suy nghĩ, hành động phải cẩn thận. Con không phải đang hành động theo cảm tính. Vụ này đã được điều tra, đâu thể về chuyện riêng tư mà từ bỏ được cũng phải với lại ba còn chuyện này nữa con muốn được đám cưới với cung hoa tê chin à con biết mọi người không chúc phúc cho tụi con nhưng mong ba hiểu cho con xin phép đứng dậy trước Tôi còn tưởng cùng hòa đám cưới trước chứ. Tôi biết rồi. Vậy còn tổ chức tiệc luôn hả? Tôi đã nghe tụi nó nói là sẽ làm đơn giản vậy thôi. Nhưng mà dù sao, giờ trong lòng tôi thấy phức tạp lắm. Ờ, oh, con nói sao cô cũng là con gái nhà giàu mà yêu Su Hớt tới mức phải lấy nó cho bằng được vậy? Ai, ah, Su Hớt cũng giỏi thiệt nha. Hả? Tôi tưởng nó sẽ ở vậy luôn chứ ai về chuột xa hữu nếp à chuột xa hữu nếp cái gì chứ cỡ đó là nếp rồi còn gì tuy là nhà đó phản đối nhưng cuối cùng tài sản nhà đó thì cũng cô thôi bị... đi thiệt à. đừng có nói mấy lời như vậy nữa bây giờ nhà bên đó có con, con trai của tôi là gì tiền mới lấy nó tôi đang tức điên lên rồi đây nè nhưng mà cổ là con nhà giàu có ở phòng nhỏ như lỗ mũi vậy sao được cô tự thấy có lỗ mũi to như vậy sao nhưng mà mấy người nhà già giàu to lét nhà họ còn lớn hơn nhà mình nữa <laughs> vợ cùng lắm thì chị dán lại với dán tường nhưng nhìn vô cũng không thấy chị khác nhiều à phải rồi Xuân hết có vợ rồi còn thằng bé chui do thì làm sao hồi trước ở chung phòng mà tạm thời thì nó sẽ dọn ra ngoài ở tạm trong văn phòng tội quá chắc là bây giờ chị ô cơn a đang khóc hết nước mắt rồi đây tôi cũng cảm thấy buồn lắm cảm giác như mình đã đuổi thằng bé đi vậy ôi <laughs> ủa chu do à M mẹ mẹ tới đây có chuyện gì vậy hả à, biết tin tụi con đổi văn phòng mới dĩ nhiên mẹ phải tới coi rồi nhưng mà sếp của con đâu ra ngoài rồi tuy chỗ này không bằng được như chỗ hồi trước nhưng mà tốt hơn ở nhà nhiều à, mẹ mua cái này làm chi nặng quá chừng nặng cái gì đâu nhẹ hiệu à với lại lát nữa trên đường về mẹ sẽ ghé mua thêm thịt ba chỉ đem tới nhà cảnh sát mua tối nay con nhớ ăn nhiều đó chuyện đó mẹ nè con tạm thời sẽ ở văn phòng sao tự nhiên như vậy bộ con làm gì sai hả là tại giám đốc của con vừa mới cưới vợ nên phải như vậy à, sao mà đột nhiên cậu ấy lại cưới vợ vậy ừ chuyện này nói ra dài dòng lắm đành phải làm vậy thôi. Vậy bây giờ con phải ngủ ở trên ghế sofa sao? Đâu có. Anh đi tìm giường dọn cho con ngủ rồi, mẹ không cần phải lo đâu mẹ. À mẹ nè, mẹ uống cà phê nha. Chỗ con có nhiều loại cà phê lắm, mẹ thích uống gì? Ờ ừ, không cần không cần. Ngồi đi con, mau ăn đi để lâu nguội bây giờ. ăn nhiều vào đó là tôi đây tôi muốn gặp bà để nói về chuyện hai đứa nhỏ à, đúng lúc tôi cũng đang muốn tới gặp ông đây Cảm ơn ông đã gọi điện cho tôi. Mình gặp ở đâu đi? Ông cứ chọn chỗ gặp đi. Tôi thì đâu cũng được hết. Nếu vậy, mình hãy gặp mặt nhau ở tiệm lần trước đi. Sao chưa tan ca mà còn ở đây? Mấy ngày trước đây, Uri nói chuyện với em lạ lắm luôn. Kêu em đừng đi lấy chồng nữa. Uri có đứa bạn học. Ba mẹ nó đã ly dị, sau đó mẹ nó đã tái hôn với người đàn ông khác. Nó nói, bây giờ ba dưỡng của nó ghét bạn đó nhiều lắm. Uri nghe bạn kể vậy, nên về nói lại với em, rồi xin em đừng đi lấy chồng nữa. Vậy hả? từ sau hôm đó em thấy mặt con bé cứ buồn buồn không vui chút nào hết không biết phải làm sao cho nó vui nữa dẫn nó đi tiệm dành cho con nít ha nếu em chiều con bé quá cũng không tốt cho nó lắm đâu anh thấy uri tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất là cố chấp chủ kiến của nó cũng rất kiên định nữa càng như vậy càng phải tập cho nó thói quen tốt anh nói cũng phải anh nói làm em đau lòng sao những lời đội trưởng nói cũng đâu có sai đâu. Có phải anh đã lỡ lời gì đó rồi không? Đâu có. Đội trưởng là người như thế nào, đâu phải là em không biết. Dạ ừ. thưa mẹ tôi có mới về. Su hớt ra ngoài một chút đi. Mẹ có chuyện muốn nói với bố ra chuyện gì ra đi mẹ không ăn thịt nó đâu à, dạ con xin lỗi mệt lắm hả dạ à, không có đâu gì kêu gì sao dạ à, con xin lỗi mẹ mệt đúng không dạ à, đâu có sao lại không lúc còn ở nhà mẹ nhà con có tiền con đâu có chịu cực khổ gì phải sống chung trong gia đình nghèo khó đâu có dễ dàng gì chứ cho tới tận bây giờ con chưa từng phải suy nghĩ hay gặp khó khăn gì vì tiền nhưng mà nhà chúng ta phải sống tiết kiệm từng đồng bạc dạ con nhớ rồi à. vô đi à. Cô Út à Anh em đâu rồi hả chị Anh đi ngủ rồi Mới vậy mà đã chán rồi hả Làm gì có chuyện đó <laughs> Sống ở nhà chồng Không dễ đúng vậy không Bà Ly sinh ốc nhà mình có nhiều chỗ không tốt lắm thì phải Hồi trước lúc nào mẹ cũng dịu dàng với chị hết Giờ thành mẹ chồng rồi mà Dạo này có mẹ chồng Còn không cho con dâu ăn cải bó xôi nữa kìa nhà chồng nào cũng vậy hết trơn á, cô út nói cũng phải ha. <laughs> Sao lại tới dài vậy? Hôm nay em đã có nói chuyện với ảnh về chuyện của Uri nhà mình, nhưng những lời ảnh nói làm cho em không thích lắm. ảnh chỉ toàn nói mấy lời theo lý thuyết khách quan, không có tình cảm gì hết trơn á. Bộ ảnh chỉ nói một câu tội nghiệp cho Uri cũng không được nữa hàng sao chứ em cũng đừng kỳ vọng về chuyện này nhiều quá em biết chị đã lớn lên trong hoàn cảnh nào mà nói thiệt là mẹ chị không phải là một người xấu đâu nhưng mẹ kế vẫn là mẹ kế thôi ba dượng thì vẫn là ba dượng thôi em phải nhìn rõ vấn đề này như vậy mới không thấy đau lòng nếu em kỳ vọng quá lớn thì chị có thất vọng mà thôi đồn cảnh sát Uriah dạ con chào chú sao con lại tới đây còn đi một mình nữa dạ con nhờ mẹ vunhy dẫn con tới đây giùm mẹ vunhy hả dạ là mẹ của bạn con con đã nói với dì ấy là mẹ con ở đây và dì ấy dẫn con tới giùm <laughs> ra là vậy nhưng mà mẹ của con đâu mẹ con có chuyện phải ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về ngay đó mà. ờ, tới rồi hả? chào con. dạ con chào chú. u đi, u đi nè, con ngoan ngoãn ngồi đây chờ chút nha, chút nữa chú sẽ quay lại ngay. dạ. mẹ của mình đi đâu rồi ừ. nếu nói như vậy cậu đã một mình điều tra về chủ tịch chin có phải không đúng là vậy <laughs> vậy thanh tra Hoang sẽ không tha cho cậu đâu mình phải điều tra rõ ràng nhưng mình cậu làm sao mà làm được công việc ở đây bận rộn lắm rồi dù có chuyện gì mình cũng phải tìm cách quay về seoul Đi về cẩn thận Mình sẽ tới kiếm cậu sau <laughs> Nhớ đó nha Nhớ kỹ đó ừ. Nó đâu rồi ta Uri à Uri à Hử ừ? Đâu có thấy Uri đâu Vẫn nó tới đồn cảnh sát thiệt hả Con bé đâu rồi ta Dạ con biết rồi mẹ Lát nữa con gọi lại sao? Dạ Ờ, dạ xin chào anh Chào cảnh sát mu Nhưng con bé đó đi đâu rồi ta? Đội trưởng U có chuyện gì hay sao? Ờ, à, chuyện đó Hồi nãy Lúc mà anh với cảnh sát Han Vô phòng nói chuyện Uri đi đâu mất rồi Anh nói cái gì Sao vậy Ô đi à Bà mau đi à, Là chú chân dài <laughs> <laughs> あっ